bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ. Phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ. Nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Chào mừng quý thính giả đã đến với bản tin 17 giờ của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày hôm nay, ngày 7 tháng 9 bao gồm những nội dung chính như sau. Khách du lịch nổ súng bắn người bán hàng rong ở Bạc Liêu. Lâm tặc táo tợn trang bị hung khí, ngang nhiên chặt phá rừng. Triệt phá nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho quán bar, karaoke. Đâm chết người bán rau vì từ chối bán giá đỗ. Truy tố oan, viện kiểm sát phải bồi thường hơn 300 triệu đồng. Giết vợ con rồi tự tử mọi cách nhưng bất thành. Philippines tố cáo Trung Quốc ngày hội nghị ASEAN. Và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Lê Vương, 19 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, người dùng súng tự chế bắn vào nhóm thanh niên bán hàng rong tại khu du lịch Quan Âm Phật Đài ở Bạc Liêu, khiến một người bị thương. Ngày 6 tháng 9, Công an thành phố Bạc Liêu xác nhận đã cho gia đình bảo lãnh Vương và nhóm bạn cùng đi du lịch tại phường Nhà Mát. Nạn nhân trong vụ việc này là anh Trần Thanh Cung, 42 tuổi, bị thương đầu. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó với nhóm người bán hàng rong ở khu du lịch Tâm Linh, nên vào ngày 1 tháng 9, khi Vương và nhóm bạn gặp lại những người bán hàng rong và hai bên tiếp tục to tiếng, Vương đã dùng súng tự chế bắn vào nhóm đối tượng 5 phát rồi lên xe bỏ đi. Anh Cung bị trúng đạn, được một người đưa vào bệnh viện Bạc Liêu cấp cứu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sáng nay, 7 tháng 9, một nhóm gồm 10 người, thường trú tại huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông đã bị bắt để điều tra về hành vi phá rừng. Trước đó, lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng đã theo dõi và phát hiện 10 người mang theo cưa máy, dao, rựa xâm nhập vào tiểu khu 1122, nơi có gần 4 hectare rừng vừa bị chặt phá nên đã tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh, nhóm người này khai nhận vào tiểu khu 1122 để phá rừng chiếm đất sản xuất. Được biết, vài tháng gần đây, có một nhóm hơn 10 người hoạt động theo kiểu xã hội đen, thường xuyên xâm nhập chặt phá rừng thuộc lâm phần do đơn vị quản lý. Nhóm này do một người đàn ông tên Phong, biệt danh là Phong Cướp, trú tại huyện Đắk Min cầm đầu. Tối qua, Công an thành phố Hải Phòng đã ập vào một khách sạn ở thôn Vĩnh Khê, An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, bắt quả tang Lê Anh Tuấn và Nguyễn Ngọc Mai về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 50 gram ma túy đá, 20 gram ketamine, 500 viên thuốc lắc, 238 gram, 3 điện thoại di động cùng một số đồ vật, tài liệu khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường xuyên thuê phòng tại các khách sạn trên địa bàn thành phố, mua ma túy tổng hợp về bán lẻ cho các đối tượng sử dụng tại các quán bar, nhà nghỉ, quán karaoke trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Các đối tượng không lưu trú lâu tại các khách sạn mà thường xuyên chuyển địa điểm để tránh phát hiện. Nhóm đối tượng trên do Lê Anh Tuấn, sinh năm 1984, trú tại khu Phú Hải 3, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cầm đầu. Tuấn từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên tử hình Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Phi Minh Toàn, sinh năm 1990, ngụ quận 10, 16 năm tù cùng về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 12 tháng 9 năm 2015, nhậu xong, Thủy điều khiển xe máy chở Toàn đi kiếm bạn để nhậu tiếp nhưng không gặp được ai nên quay về. Trên đường về, gần 4 giờ sáng, Thủy ghé vào cửa hàng bán rau trên đường C2, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú hỏi mua giá về nấu mì tôm. Anh Phạm Văn Thiện đang dọn rau ra bán, nghe hỏi mua giá thì anh Thiện nói không có. Có men trong người, Thủy và Toàn đến gây gỗ với anh Thiện. Trong lúc Toàn đánh Thiện thì Thủy lấy con dao tấn công trúng ngực nạn nhân. Thiện ngã gục và tử vong, còn Toàn và Thủy bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đã bị bắt. Cũng trong hôm nay, anh Nguyễn Tấn Đại, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, Đồng Nai cho biết vừa nhận được quyết định bồi thường do Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai gửi. Theo đó, Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai đã đồng ý bồi thường cho anh Đại hơn 300 triệu đồng vì đã truy tố oan. Trong khi đó, đại diện của Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận bồi thường cho anh Đại. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2005, anh Nguyễn Tấn Đại bị bắt và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố anh Đại phạm tội hiếp dâm trẻ em. Cuối năm 2006, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đại 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Sau đó, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh hủy bản án để điều tra, xét xử lại. Đến năm 2008, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm lần 2, tuyên bị cáo Đại không phạm tội. 4 tháng sau, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng nghị của Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai, kháng cáo của gia đình bị hại, y án sơ thẩm, tuyên Đại trắng án. Liên quan đến vụ án giết vợ con rồi tự tử, hôm nay 7 tháng 9, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy bản án sơ thẩm của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vụ Đoàn Huy Hoàng, 33 tuổi, ngụ xã Suối Tre, thị xã Long Khánh giết người bị tuyên tử hình. Được biết, Hoàng và chị Trần Thị Mỹ Hát, 19 tuổi, là vợ chồng có một đứa con 2 tuổi. Quá trình sống chung, Hoàng nghi ngờ vợ ngoại tình và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nên chị Hát đưa con về sống với cha mẹ. Tối ngày 7 tháng 1 năm 2015, tớ khuyên vợ một lần nữa nhưng vợ vẫn không đồng ý quay lại. Tức giận, Hoàng dùng dao đâm vào ngực vợ và con. Sau đó, Hoàng uống chai thuốc trừ cỏ và đâm một nhát vào cổ mình để tự tử nhưng không thành nên mở cửa sau về nhà. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng 9, Bộ Quốc phòng Philippines vừa công bố những hình ảnh cho thấy tàu Trung Quốc tập trung gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp trên Biển Đông, chỉ vài giờ trước khi các nước Đông Nam Á có một cuộc họp mặt với Thủ tướng Trung Quốc tại Lào. Có khoảng 10 hình ảnh và bản đồ đã được gửi qua email đến các nhà báo, những người sẽ có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Viên Chăng. Ngày 7 tháng 9, lãnh đạo các nước sẽ gặp gỡ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Dù bãi cạn Scarborough chỉ là một hòn đảo nhỏ nhưng lại rất quan trọng với Philippines vì đây là vùng biển lặng và có sản lượng cá lớn. Philippines cho biết việc Trung Quốc tập trung tàu gần bãi cạn này là vi phạm luật pháp quốc tế. Tranh chấp này đã trở nên quan trọng hơn kể từ khi có phán quyết của tòa trọng tài vào ngày 12 tháng 7. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không công nhận phán quyết của tòa. Đến đây thì thời lượng của bản tin 17 giờ ngày 7 tháng 9 đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin ngày mai. Mến chào tạm biệt. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.